Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8 từ câu 1 đến câu 11. Còn Đức Giêsu thì đến núi Ô Lưu, vừa tảng sáng, người trở lại đền thờ, toàn dân đến với người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-siêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với người: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-xê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?" Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: "Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?" Người đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả." Đức Giêsu nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa." Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay thuật lại hình ảnh người đàn bà phạm tội ngoại tình bị bắt quả tang cho chúng ta thấy điều gì? Trước hết, người có tội thì phải bị xử theo luật. Theo luật Do Thái, tội ngoại tình thì bị ném đá cho đến chết, không ai bàn cãi. Tuy nhiên, trong vụ này có gì đó không bình thường. Ngoại tình thì phải hai người chứ. Người đàn ông răn díu với chị đâu mất rồi, anh ta không phạm tội ngoại tình sao? Tiếp đến, chủ nghĩa đám đông, một đám đông hầm hầm sát khí, không dẫn người phụ nữ ngoại tình tới quan tòa xét xử, mà lại dẫn chị đến với Đức Giêsu. Mục đích của họ là gì? Chị chỉ là nạn nhân của nhóm người đang tìm cớ nhằm hãm hại Đức Giêsu. Sau cùng, chúng ta thấy chân lý sẽ chiến thắng khi lương tâm lên tiếng. Đức Giêsu đã chất vấn lương tâm của từng người trong đám đông ấy. Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Chính khi lương tâm của các ông lên tiếng, cứ từng người bỏ đi, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Quả thực, ai mà không có tội, nhân vô thập toàn. Đã là con người, làm sao tránh khỏi những lầm lỗi thiếu sót? Biết đâu trong đám đông ấy cũng có hình ảnh của mỗi chúng ta khi hùa theo số đông để lên án người khác hay bảo vệ điều sai trái. Chúa không lên án chúng ta, nên chúng ta cũng phải quảng đại bao dung với anh chị em của mình. Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức mình chỉ là kẻ mọn hèn tội lỗi, để luôn biết cảm thông và không bao giờ kết án người khác.